Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, thì buổi sáng ngày hôm nay có một số những cái nội dung liên quan đến câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, cũng như là một cái thông tin vừa mới phát hiện được của chị Đinh Lan. Vào thời điểm này đó thì đã trải qua hơn 12 ngày rồi của chú anh chị, và cái thông tin mà bà Nguyễn Phương Hằng có kháng cáo hay không thì đến thời điểm này vẫn là một cái thông tin đang được giữ kín, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì Thanh Quyền thấy rằng có một số những cái các cá nhân đó, phe đối lập đó, họ đưa ra những cái lời lẽ nó vô cùng khiếm nhã và đang kích động, có nghĩa là những cái lời khích tướng đó, thế mà cho rằng nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng trước đó đã từng livestream tuyên bố khá là gầm gộ rằng là có chơi thì có chịu. Vậy thì tại sao lại gọi là muốn kháng cáo rồi xin giảm nhẹ hình phạt vân vân, có nghĩa là cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng kháng cáo là để gọi là xin xỏ rồi để mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, mặc dù trước đó đã từng gọi là tuyên bố khá là ghê gớm, có chơi có chịu, thua thì chung vân vân, rồi một mình tôi sẽ ra tò đậu các kiểu con đà điểu. Thưa quý vị, thì những cái lời lẽ này chúng ta thấy rằng là những cái lời lẽ kích tướng của gọi là phe gọi là đối lập, thưa quý vị. Chúng ta có thể hiểu rằng thời điểm hiện tại đó chính là cái thông tin bà Nguyễn Phương Hằng có kháng cáo hay là không thì chúng ta vẫn chưa có biết được, cho nên rằng là không có khẳng định được cái điều là bà Nguyễn Phương Hằng có kháng cáo, và nếu như thật sự kháng cáo đó thì cũng không phải giống như những cái nội dung mà các nhân vật kia họ đăng tải và chia sẻ, có nghĩa là không phải kháng cáo là để xin xỏ một cái điều gì cả, thưa quý vị. Bởi vì đó, cái vấn đề kháng cáo đó là cũng chỉ là một cái điều gọi là làm đúng theo cái quyền mình có thể, đó chính là cái quyền của một người công dân, cái quyền của bị cáo là để gọi là kháng cáo thôi. Nhưng mà giờ phút này chúng ta vẫn chưa biết là bà Nguyễn Phương Hằng có kháng cáo hay không. Chỉ có ba người trợ lý cũng như là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, thì theo thông tin đó thì cũng chỉ là một số các anh em là chia sẻ thôi. Nhưng vẫn chưa có một cái tờ báo nào hay là một cơ quan nào thông báo chính thức về cái vụ việc này, đặc biệt là tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh họ xác nhận là có nhận được cái đơn thư kháng cáo thì mới chính xác nha các chú anh chị. Nên là để nói rằng là tại sao mà lúc livestream mà nói ghê gớm lắm thì bây giờ phải kháng cáo để mà xin xỏ cái điều này điều kia, thì đó là có điều gọi là lời kích tướng khá là buồn cười. Bởi lẽ đó là cái quyền hạn của người khác và theo pháp luật quy định rõ ràng, chứ không phải là để nói rằng là phải giờ phút này thì phải xin xỏ điều này xin xỏ điều kia. Chúng ta có thể thấy rằng đó tại phiên tòa ngày 21 tháng 9 vừa qua đó, thì bà Nguyễn Phương Hằng với những cái câu trả lời của mình, một số những cái nội dung bà ấy chia sẻ và cái lời khẳng định chắc nịch là sẽ không gọi là xin lỗi bất kỳ cá nhân nào, bởi vì 18 tháng vừa qua thì cái đó là cái giá bà ấy phải trả rồi. Bên cạnh đó có một cái điều khẳng định về Võ Hoàng Yên cũng như là Hoài Linh, chúng ta vẫn còn nhớ. Khi được gọi là hội đồng xét xử hỏi thì bà Nguyễn Phương Hằng vẫn trả lời sang sảng, giọng thì rất là to, rất là rõ. Đó chính là bà khẳng định rằng Hoài Linh cũng là một kẻ nhân vật gọi là đã từng gọi là tham gia cùng với Võ Hoàng Yên để đi lừa đảo nhân dân, chữa bệnh một cách gọi là tâm linh, là một kẻ lừa đảo một cách trắng trợn. Một số những cái quan điểm, một số những cái câu chuyện của bà ấy chia sẻ là hoàn toàn có căn cứ và cơ sở, đó chính là liên quan đến Võ Hoàng Yên cũng như là anh Hoài Linh. Mặc dù thời điểm hiện tại thì theo thông tin đó là anh Yên của chúng ta cũng đã có một sự nhá nhem quay trở lại với một số những cái ngành nghề khác, và thông tin khá là sốc là anh này trở lại cũng như là không đi khám chữa bệnh nữa, nhưng mà vẫn có cái hành nghề gọi là bốc thuốc nam gì đó, không biết là anh ta bốc thuốc gì, chữa bệnh gì, nhưng mà nơi nào để mà chứa chấp cái anh này, thưa quý vị. Còn bên cạnh đó thì cái nghề mới nữa là cái vấn đề gọi là đầu tư vào gọi là bất động sản, nghĩa là kinh doanh đó, kinh doanh bất động sản đó có chứ anh vậy. Đây là một cái điều vô cùng bất ngờ. Vấn đề bất động sản thì chúng ta không nói đến, bởi lẽ thì trong những cái năm vừa qua, mười mấy năm trời mà anh ta đi hành nghề đó, mặc dù bên phía truyền thông đó, cái về cái mặt truyền thông thì cho rằng anh này đi khám chữa bệnh gọi là miễn phí vân vân, nhưng mà không biết là tàu ở đâu ra những cái khoản tiền tài sản khủng đến như vậy, và đầu tư là rất là nhiều đất đai,
vẫn tiếp tục có cái động thái gọi là nhá nhem hành nghề bốc thuốc. Đây là một điều vô cùng bất ngờ. Có lẽ rất nhiều quý vị khán giả chúng ta là mong chờ cái tin tức là bà Nguyễn Phương Hằng kháng cáo, nhưng mà bên cạnh đó Thanh Quyền thấy rằng là chia ra hai luồng ý kiến khác nhau. Đó chính là người thì cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng không nên kháng cáo, người thì nói rằng kháng cáo đi, ít nhiều gì thì cũng gọi là được giảm miếng nào thì hay miếng đó, vân vân. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể hiểu được rằng là nếu mà kháng cáo đó thì chưa cũng gọi là chưa hẳn là tốt mà cũng không hẳn là xấu với vẻ. Về cái việc kháng cáo đó thì chúng ta phải chờ thời gian cũng vài tháng trời. Và Xô Nguyễn Phương Hằng thì cũng đã bị tạm giam hơn 18 tháng rồi. Nếu mà chờ thêm vài tháng nữa thì cũng đã gọi là 2 năm mấy rồi, cô chú anh chị. Và cái vấn đề mà thông tin liên quan đến cái câu chuyện gọi là đặc xá đến đây chờ đợi đó, thì nhiều người lại cho rằng là tại sao phải chờ đặc xá. Mình hoàn toàn có thể kháng cáo để gọi là xem xét theo đúng quy định của pháp luật. Điều đó không phải là xin xỏ gì cả, chỉ làm theo quy định thôi. Luật quy định sao thì chúng ta hoàn toàn có thể có quyền làm theo cái điều đó, chứ không phải là để xin xỏ hay là để chờ đợi cái vấn đề gọi là được giảm án, được đặc xá, vân vân. Nhưng mà thưa cô chú anh chị, cái vấn đề đặc xá cũng là một trong cái quy định và cũng cho có thể hiện được cái sự gọi là pháp luật của chúng ta luôn luôn có những cái có cái là đó chính là khoan hồng. Pháp luật đều có một cái quy định, đó chính là cái luật khoan hồng dành cho các cá nhân, đặc biệt là tội phạm có những cái hoạt động như là cái chấp hành tốt liên quan đến hình án, họ được trở về. Hơn nữa bà Nguyễn Phương Hằng một trong những gọi là công dân tốt, trước giờ thì chưa có tiền án tiền sự. Và cái vấn đề đặc xá đó thì đó cũng chính là cái một trong những cái quy định thôi, cũng làm theo đúng luật thôi, chứ không phải là chờ đợi xin xỏ như một số những cái lời của những kẻ kích bác họ đưa ra. Cho nên có thể thấy rằng là kháng cáo hay không cũng không phải là một thông tin gọi là xấu gì đối với bà Nguyễn Phương Hằng cả. Có nghĩa là kháng cáo cũng được mà không kháng cáo cũng được, nhưng mà giờ phút này có lẽ đó cho đến giờ này chưa có thông tin thì Thanh Quyền nghĩ rằng khả năng cao bà Nguyễn Phương Hằng sẽ không kháng cáo. Và tất nhiên rồi, từ phía gia đình, đặc biệt là danh nhân Huỳnh Đi Dũng cũng như là luật sư Hồ Nguyên Lễ đó, họ chắc chắn sẽ biết được cái cách nào cái kháng cáo hay không hay là không kháng cáo thì cái điều nào sẽ tốt hơn cho vợ của mình cũng như là cho thân chủ của mình mà thôi. Bởi lẽ là chính bản thân bà Nguyễn Phương Hằng lại là một trong những cái vấn đề, đó chính là có kháng cáo hay không thì do chính bà ấy thôi, cô chú anh chị. Còn liên quan đến cái thông tin là liên quan đến cái chị Lan mà mấy bữa rồi thì khiến cho rất là nhiều cộng đồng mạng cảm thấy là vô cùng bức xúc của chị này. Tối ngày hôm qua chúng ta được biết là khi trở về nhà đó thì Đinh Lan đã chia sẻ một thông tin cũng khá là sốc về cái vấn đề là khởi tố những cái YouTuber. Chúng ta được biết là Đinh Lan đã gửi đơn đến rất nhiều nơi và những đơn thư đó thì cũng đã được Đinh Lan thông báo rằng nó đã được chuyển về cho công an thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cái nơi Đinh Lan cư trú đó chính là tại gọi là Gò Vấp rồi. Và thông báo là 20 kênh YouTube sẽ bị khởi tố hình sự, còn 16 kênh còn lại sẽ bị phạt gọi là vi phạm hành chính gì đó. Và ngày trước đó thì Đinh Lan có chia sẻ một cái thông tin liên quan đến một câu chuyện, đó chính là cái bản tin của Thái Văn Đường. Thì ngày hôm nay bỗng nhiên Thanh Quyền phát hiện ra cái điều đó chính là cái tin của Đinh Lan đó liên quan đến Thái Văn Đường nó nằm ở đâu mà tại sao Đinh Lan có được. Và lẽ Thái Văn Đường thì cũng đã bị gọi là bị bắt cách đây gọi là vài tháng trời rồi, Đinh Lan lại có cái thông tin này. Có phải Đinh Lan đã vào kênh YouTube của Thái Văn Đường để lấy hay là ai đó đã đưa cho Lan? Nhưng hiện tại trên kênh YouTube của Thái Văn Đường thì những cái nội dung này không còn. Như vậy thì Đinh Lan đã lấy ở đâu? Bất ngờ thì lộ ra cái thông tin Đinh Lan đã được một cái nhân vật mà cũng khá là quen thuộc của chúng ta, đó chính là Nam Quang nha. Chính là Nam Quang đã cung cấp và chia sẻ một số những cái thông tin dành cho Đinh Lan để tấn công bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là cái thông tin gọi là đặc biệt những cái thành phần mà những cái tổ chức mà chống phá đó, trong đó có Thái Văn Đường nha cô chú anh chị. Đặc biệt khi một kênh YouTube mà chúng ta cần thấy là cái kênh gọi là Thanh Quyền cũng không muốn nhắc đến cái tên này để mà quảng cáo bia, nhưng mà kênh này là cái kênh phản động và có lượng người subscribe khá là kinh khủng, khoảng vài trăm ngàn người đăng ký, cũng đã từng đăng cái nội dung này. Và Thanh Quyền nghĩ rằng Đinh Lan không có khả năng để mà lấy những cái nội dung này từ cái video của họ được.
nó khác với hình ảnh của Đinh Lan đăng, và chỉ có người cung cấp cho Đinh Lan thì mới có thể gọi là Đinh Lan có những cái nội dung này để đăng tải trên Facebook của mình. Bởi vì chúng ta biết là Thái Văn Đường cũng là một người không ưa thích gì mà Nguyễn Phương Hằng, thẳng ra là kẻ thù đó. Bởi vì gọi là có những cái lời qua tiếng lại chửi bới rất là nặng nề, và chúng ta thấy rằng một kẻ gọi là phản động mà, một kẻ phản động, một kẻ chống phá mà làm sao mà nói đúng được. Chứ đừng nói là nói rằng là phản động nói đúng thì tôi tin, giống như là câu chuyện của các cá nhân nơi gọi là Thiền Nam bên bầu vũ trụ. Và Đinh Lan đã công khai cái điều này để lộ ra cái sơ hở, đó chính là có nhân vật đã đưa cái thông tin này cho Đinh Lan, đó chính là Nam Quang nha các chú anh chị. Nam Quang là một người khá là thân thiết với Đinh Lan. Một số thông tin trước đó thì ngày hôm nay rồi cũng lộ ra cái tin nhắn, đó chính là Nam Quang đã chia sẻ cung cấp nội dung liên quan đến công ty Đại Nam cho đến là cái khu công nghiệp Sóng Thần, vân vân, những cái vấn đề cá nhân của Nguyễn Thị Dũng, để cho Đinh Lan có cái nội dung để mà xuyên tạc, để mà chửi bới, thưa quý vị. Nhưng mà đến giờ phút này thì Đinh Lan, chị Lan này vẫn dửng dưng bên phía ngoài vòng pháp luật, không biết rằng có phải là đang chờ đợi để bắt một mẻ lưới hay là hốt một con cá to nào đó hay không. Rõ ràng chúng ta thấy rằng vẫn là một trong những cái nhân vật mà khiến cho nhiều người nghe cảm thấy rất là khó chịu với là lẽ Đinh Lan. Không biết là Đinh Lan đã đưa Thanh Huyền vào cái diện nào trong hai cái trường hợp của Đinh Lan, đó chính là bị khởi tố hình sự hay là bị phạt vi phạm hành chính trong 36 kênh của Lan. Chắc có lẽ là em sẽ nên liên hệ với chị Lan hỏi rõ cái điều này, để không gọi là phập phồng và lo sợ, nên không biết khi nào sẽ gọi là bị bế đây. Nhưng mà nếu như bị bế chung ngày với Lan, để mà có dịp gặp gỡ Đinh Lan trực tiếp, mong một lần để mà được tiếp xúc với cô gọi là xuyên tạc vu khống này, cũng là một trong những cái cơ hội cũng khá là tuyệt vời nha cô chú anh chị, để xem rằng có thể liên lạc được với Đinh Lan hay không. Thì mình cũng sẽ cố gắng liên lạc, bởi vì cái số điện thoại của em gọi cho chị Lan thì chị Lan chặn hết rồi. Cô chú anh chị, em sẽ dùng một số điện thoại khác để xem rằng Đinh Lan bên này tình hình như thế nào. Bởi lẽ ngày hôm qua thì có lẽ rằng Đinh Lan đã có cái buổi làm việc với cơ quan chức năng, đặc biệt là Gò Vấp, liên quan đến một vụ án, đó chính là của câu chuyện của chị của Đinh Lan đó, Đinh Thị Chiên đó. Cũng chưa đến cái ngày để mà kết thúc được cô chú anh chị. Rồi, khi có thông tin mới em sẽ ngay lập tức cập nhật tình hình gửi đến cho quý vị chúng ta theo dõi. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô, tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký, nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.